Chương trình đọc truyện đêm khuya giới thiệu truyện ngắn Tội ác mẹ chồng, tác giả Nguyễn Thơ. Chương 3. Trong cơn say tình ái đầu đời, Thư quên đi điều mặc cảm và nỗi sợ khi gặp bà Tuyết lúc tối. Cô cảm giác Hiếu sẽ là người bảo vệ cô suốt cuộc đời này. Cô sẽ dựa vào vai anh mà sống hạnh phúc. Họ sẽ bên nhau cùng đi hết quãng đường dù chông gai hay bão tố. Sáng hôm sau, Thư đánh thức Hiếu dậy sớm để chờ mình về. Hôm nay cô có tiết đầu tiên trên lớp. Hiếu kéo Thư nằm xuống bên mình rồi thì thầm. Hay là hôm nay em nghỉ dạy một buổi đi, anh vẫn còn muốn nữa. Sao em, anh sẽ không chịu được. Không được, anh mau dạy cho em về đi. Nếu nhỡ đò em sẽ bị muộn giờ mất. Hiếu đắm đuối nhìn Thư, rồi anh nhanh chóng bước vào nhà tắm, đứng trước gương, sau đó quay trở ra với bộ quần áo hàng hiệu. Hai đứa đi xuống tầng 1, bà Tuyết đã tới cửa hàng. Ông Trung đang chuẩn bị đi tập thể dục. Thư ngại ngùng cúi đầu chào. Xin phép bác con về ạ. Gió sớm mai xe lạnh, ngồi sau xe, Thư vòng tay ôm chặt và ngả đầu vào tấm lưng vạm vỡ của Hiếu. Tới bến thì vừa lúc đò chuẩn bị sang sông, hai người vội bước xuống. Vậy là họ không phải mất thời gian chờ đợi lâu. Thư mỉm cười hít sâu, mặt sông vào buổi sớm mai đẹp quá. Vệt sương mờ bay lả là mặt nước, nhìn thật lãng mạn, hệt như chuyện tình yêu của họ vậy. Khi nghe con trai xin phép được tổ chức đám cưới, bà Tuyết phản đối kịch liệt, bà không đồng ý việc Hiếu muốn cưới Thư làm vợ. Thế còn cái Vi thì sao? Nó sắp về nước rồi đấy. Sau 3 năm yêu nhau, con lại vứt bỏ nó như món đồ chơi thế hả? Hiếu biết rằng mẹ mình chê nhà Thư nghèo, chứ không phải vì tiếc gì Vi cả. Bởi chính cô ta là người đã bỏ lại anh mà đi sang Đức lấy chồng. Mẹ buồn cười thật đấy, cô ta đã lấy chồng nước ngoài rồi, mẹ còn tiếc nuối cái gì? Bà Tuyết sẵn giọng. Cái Vi sang đó lấy chồng chỉ trên danh nghĩa thôi. Nó đăng ký kết hôn với người nước ngoài để được nhập cư. Sau 3 năm nó đã ly hôn rồi. Và nữa, mẹ không chấp nhận cái loại nghèo hèn như con bé Thư làm dâu nhà này. Rõ chưa? Nhà mình thiếu gì tiền mà con phải chọn con gái nhà giàu để làm gì? Cái quan trọng là chúng con yêu nhau. Mấy đứa con nhà giàu ăn chơi khét tiếng, về nhà mình rồi ba bữa nó đi lăng nhăng, mẹ có chịu được không? Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc. Con phải hiểu rằng kết hôn là phải môn đăng hộ đối. Khi có công việc sẽ mời đến thông gia. Ai lại để cho cái thể loại khố rách áo ôm ngồi cạnh bố mẹ được? Rồi mất hết cả uy tín, con hiểu chưa? Công việc của mẹ hay tiếp xúc với nhiều khách hàng sang trọng. Khi ấy lại nói mình thông gia với cái tầng lớp hạ đẳng kia, người ta sẽ coi thường phỉ nhổ vào mặt mẹ à. Còn nữa, hôm cưới quan khách về giữa đông đủ, bố mẹ ai lại đứng ngang hàng với cái loại nông thôn quèn ấy? Không được là không được. Ông Trung có vẻ không hài lòng với những câu nói của vợ. Ông cho mày rồi nói, nông thôn hay nghèo thì người ta cũng là con người. Trong xã hội phải có người nọ người kia, bà không nên phân biệt rạch ròi như thế. Con người ta sống phải có cái tình. Bây giờ điều quan trọng là hỏi thằng con trai mình nó thương yêu ai. Nếu chưa chắc chắn thì hãy dứt khoát với nhau. Còn quyết tâm thì bố mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Hiếu trả lời rất nhanh và quyết định luôn. Thư có bầu rồi, bố mẹ xem ngày rồi lo tổ chức cho con đi. Bà Tuyết giận tím mặt. Trong đám bạn bè của bà, ai cũng có con cái dựng vợ gả chồng, môn đăng hộ đối. Không có ai đi thông gia với hệ người nghèo hèn cả. Xung quanh nó thiếu gì đứa học hành tử tế, con nhà có điều kiện. Nhưng tại sao nó cứ dứt khoát phải đòi cưới bằng đứa con Thư? Hiếu bàn với Thư về kế hoạch nói dối bố mẹ. Thư sợ hãi kêu lên. Không được, nếu bố mẹ em phát hiện là chết đấy. Hiếu nghiêm mặt nói, ngày mới yêu bảo cho thử trước đi thì không cho. Bây giờ thấy hối hận chưa? Thư cúi mặt xấu hổ phát vào cánh tay của Hiếu. Đồ quỷ, lúc này không phải lúc đùa đâu. Hiếu lại nói tiếp.
Cứ theo kế hoạch như vậy đi, rồi chắc chắn chúng mình sẽ có con ngay lập tức. Nhưng mà nếu em không có bầu ngay được thì sao? Chả làm sao cả, cưới rồi lúc ấy mẹ phải chịu. Hôm ấy đang trong giờ dạy học thì Thư có điện thoại. Nhìn màn hình thấy số lạ, cô bấm nghe nhưng thoáng chút thắc mắc chưa biết là ai. Sau tiếng alo ạ vừa dứt, Thư nghe tiếng một phụ nữ bên kia nói: "Tôi là mẹ của thằng Hiếu đây. Ngày mai chủ nhật lúc 8 giờ sáng, cô hãy gặp tôi để nói chuyện một lát. Vì đi ô tô nên tôi không qua đò. Hẹn cô ở quán cà phê Giọt Nắng. Nhớ là chỉ tôi với cô biết cuộc hẹn này. Thế đi." Thư chưa kịp dặn một tiếng thì bà Tuyết đã tắt máy. Bà ta nói một hồi như ra lệnh không cần biết phản ứng của người khác như thế nào. Thư sợ vã mồ hôi hột. Bà Tuyết không muốn qua đò mà đi ô tô theo đường vòng. Quán cà phê Giọt Nắng cách nhà cô khá xa, nhưng bắt buộc cô vẫn phải tới để gặp mẹ chồng tương lai. Tối hôm ấy, khi từ trường về, Thư lo lắng bồn chồn không yên. Nhưng vì không muốn bố mẹ lo nghĩ vì mình nên cô cố tỏ ra bình thường. Cả đêm hôm ấy Thư trằn trọc không ngủ được, vì cứ nghĩ đến buổi gặp ngày mai lại cảm thấy lo sợ. Sáng hôm sau đúng giờ Thư tới chỗ hẹn, cô bước vào trong và tìm một chỗ để ngồi. Một em nhân viên ra hỏi: "Chị dùng gì?" Thư ấp úng trả lời: "Chị ngồi đây chờ khách, khi nào cần chị sẽ gọi." Thư ngồi đến nửa tiếng vẫn không thấy bà Tuyết đến. Ruột gan cô nóng như lửa đốt, không hiểu bà hẹn mình rồi lấy đi đâu mà chưa tới. Cô mở điện thoại định gọi cho bà nhưng lại tắt đi vì sợ. Vừa lúc đó bà Tuyết bước vào cùng một cô con gái ăn mặc rất sang trọng. Bà nhìn quanh và hai người họ ngồi xuống một mặt khác, làm cho Thư bắt buộc phải đứng lên và bước sang cúi đầu chào: "Cháu chào bác." "Em chào chị ạ." Bà Tuyết gọi ba ly cà phê. Thư không dám nhìn thẳng vào mặt bà và cô gái kia. Hai người họ ngồi gần gũi nhau tình cảm như mẹ con. Thư nghĩ, chẳng lẽ đây là em gái của Hiếu. Sau khi uống một ngụm cà phê, bà Tuyết bắt đầu câu chuyện: "Bây giờ ta vào việc luôn nhé. Tôi sẽ nói rất nhanh gọn vì tôi không có nhiều thời gian. Trước khi quen con trai tôi, cô đã xác định mình là ai chưa, mà đã để cho nó dính bầu rồi?" Thư giật mình ngẩng lên nhìn bà Tuyết. Bất ngờ cô gặp ngay ánh mắt dữ dằn của bà Tuyết đang nhìn cô. Cô vội nhìn xuống, giọng nói run run: "Dạ, bác nói gì cháu chưa hiểu ạ?" Trình độ của cô giáo dạy trường làng, một câu hỏi đơn giản như vậy mà lại không hiểu được. Hay là cô đang cố tình giả nai với tôi? Cô nhìn đi, từ hình thức bên ngoài đến gia cảnh của cô có gì đặc biệt? Cô cũng giỏi thật đấy, tìm cách mồi chài được con trai tôi, khiến nó đưa cô về nhà rồi đòi cưới. Cô định để bố mẹ của mình thông gia với chúng tôi mà không thấy xấu hổ sao? Thư ngồi lặng lẽ, nước mắt bắt đầu chảy ròng ròng. Tình yêu của cô với Hiếu xuất phát từ trái tim, chứ không phải từ lòng tham như bà nghĩ. Bà lấy quyền gì mà xúc phạm cô đến mức này? Nhưng Thư lại nghĩ đến Hiếu. Anh nói yêu cô thật lòng. Vậy thì hãy nín nhịn để xem câu chuyện sẽ đi đến đâu. Đang mải suy nghĩ, bất chợt Thư giật mình khi bà Tuyết nói tiếp: "Cô có biết ai đây không? Là người yêu của thằng Hiếu đấy. Nó tên là Vi, công tác bên Đức mới về. Chúng nó yêu nhau từ ngày còn học phổ thông. Trước đây chúng đã ăn ở với nhau như vợ chồng. Thằng Hiếu nó có nói chuyện này cho cô biết không?" Lúc này Thư mới ngẩng mặt lên nhìn Vi, một cô gái đẹp sắc sảo, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng đến từng đường nét. Thấy Thư nhìn mình, cô ta lên tiếng: "Em nghe rõ những lời bác vừa nói chưa? Bố mẹ chỉ kinh doanh vàng bạc đá quý và cũng là bạn làm ăn buôn bán với gia đình bên hai bác nhà anh Hiếu từ bao năm nay. Chị với anh Hiếu học cùng trường từ bé, rồi 5 năm đại học tiếp theo. Và tính ra gần gũi nhau như vợ chồng thì cũng phải hơn 10 năm rồi đấy." Lúc này Thư gần như mất bình tĩnh, trái tim non nớt chưa từng trải của cô như bị ai bóp nát. Bà Tuyết nói tiếp: "Tôi sẽ chu cấp cho cô tiền để cô đi phá thai và bồi dưỡng sức khỏe. Sau đó cô phải chia tay vĩnh viễn với thằng Hiếu."
Tuy bất ngờ và cảm thấy thất vọng, nhưng Thư vẫn quả quyết và nói: "Cháu xin lỗi bác và chị. Chuyện này cháu muốn trực tiếp nghe anh Hiếu nói. Nếu anh ấy không yêu cháu và muốn chia tay thì cháu sẽ chấp nhận." Bà Tuyết cười khẩy rồi nói gằn từng câu: "Được lắm, không hổ là loại gái lừa tình đàn ông giàu có để kiếm trác. Vậy cô muốn bao nhiêu? 500 triệu hay 1 tỷ? Số tiền ấy đối với gia đình tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với bố mẹ cô chắc là sẽ đủ cả đời đấy. Nhưng mạng của cô không được đến cái giá ấy đâu." Mặt của Thư biến sắc tái nhợt, thấy tình hình có vẻ gay gắt, vì vội lên tiếng: "Bác ơi, bình tĩnh, để con nói chuyện với em Thư một chút. Nếu em cần tiền thì chị sẽ cho em một khoản lớn, với điều kiện em phải chấm dứt với anh Hiếu. Chị không muốn mình mang tiếng là người bị người khác giành giật chồng. Hãy suy nghĩ thật kỹ, em còn trẻ, đừng để đứa con chưa hình thành nó cản trở tương lai." Nói rồi, Vi mở túi sách lấy một cọc tiền lớn, những tờ giấy màu xanh có cùng mệnh giá đều tăm tắp nằm ngay trước mặt Thư. Chợt cô hét lên: "Chị đi đi, tôi không phải là kẻ tầm thường như các người nghĩ đâu." Rồi Thư chạy ào ra ngoài trước những con mắt ngạc nhiên của khách ngồi trong quán. Thư lên xe rồi nổ máy, nước mắt giàn giụa ướt cả hai bên má, rồi rơi liên tục xuống dưới lòng cô. Khi yêu nhau, Thư nào có biết nhà Hiếu giàu có cỡ đó. Bà Tuyết tưởng cô có bầu thật nên yêu cầu cô phá thai. Bà định dùng tiền để ép cô giết chết cháu nội của bà, rồi phải chấm dứt mối quan hệ với con trai. Nhưng cũng may mà chuyện cô mang bầu là giả, nếu không cô sẽ không biết phải làm như thế nào. Nhưng bà Tuyết không thể chia rẽ được họ. Hiếu nói nếu bà cố tình thì anh sẽ bỏ đi mà không cần lấy ai cả. Bà lồng lộn phát điên vì thằng con trai hung bướng. Còn Thư, trước tình yêu mãnh liệt mà Hiếu dành cho mình, cô nghĩ: cho dù trước đây anh ấy có như thế nào, đó là chuyện của quá khứ. Quan trọng là hiện tại họ đang rất yêu nhau, và Hiếu sẽ là người chồng tốt. Anh sẽ cùng cô vượt qua tất cả để đến với hạnh phúc. Rồi cuối cùng, trước sự quả quyết của con trai, bà Tuyết vẫn phải đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Hiếu vui mừng hạnh phúc ra mặt, còn Thư thì lo lắng đến gầy hốc hác. Biết mẹ chồng vì khinh thường nhà cô mà phản đối, nhưng vì tình yêu với Hiếu nên Thư vẫn quyết định lên xe hoa lấy Hiếu làm chồng. Cô không hề hay biết rằng con đường phía trước đầy chông gai nguy hiểm đang rình rập cô. Ngày vui trọng đại của hai người đã đến. Họ nhà trai sang đón dâu bằng 20 chiếc ô tô con. Chú rể lịch lãm đẹp trai trong bộ vest màu xám, tay cầm bó hoa bước vào nhà gái. Thư xinh đẹp dịu dàng trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Bố mẹ Thư nhìn theo con nước mắt rưng rưng hạnh phúc. Nuôi con gái hơn 20 năm trời, nay nó theo chồng về nhà người ta. Bố mẹ nào cũng vậy thôi, nhìn con gái lên xe hoa vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Họ chỉ biết thầm mong sau này chúng nó có cuộc sống bình yên hạnh phúc. Còn bố mẹ dù có vất vả bao nhiêu họ cũng cam lòng. Đoàn rước dâu bắt đầu di chuyển. 20 chiếc xe ô tô con của họ nhà trai đi trước. Đoàn nhà gái dẫn dâu bằng một xe ca 29 chỗ ngồi đi sau. Họ phải đi vòng lên đường lớn rồi lại quay về nhà trai vì ô tô không qua đò được. Dâu về đến họ nhà trai, những người dẫn dâu của họ nhà gái đều trầm trồ ngạc nhiên. Con Thư thật là may mắn, họ mừng thầm cho con cháu nhà mình thật là có phúc. Nó vào cái nhà này chả khác nào chuột xa trĩnh gạo. Nhìn vẻ bề ngoài thôi đủ biết nhà họ giàu đến mức như thế nào rồi. Trong khi tiệc cưới đang tổ chức linh đình, bóng MC cất tiếng giới thiệu. Rồi ngay sau đó bà Tuyết tươi cười đến bên cô dâu. Bà mở chiếc hộp rất đẹp, một chiếc vòng vàng to đùng đeo vào cổ Thư. Tiếng vỗ tay vang lên. Tiếp tục bà đeo vào hai cổ tay, rồi nhẫn, rồi vòng tay. Tiếp tục là bà ngoại, rồi chú dì của Hiếu cũng có quà trao cho Thư.
Đây rồi, em gái của Hiếu cũng bước lên sân khấu tặng quà cho anh chị. Trên người Thư lúc này lấp lánh đầy vàng. Họ nhà gái vui mừng trào nước mắt. Ông bà Nghĩa thật là có phúc, đẻ được cô con gái đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Tổ chức xong, Thư ra ngoài ôm từng người của họ nhà gái, nước mắt giàn giụa. Mọi người vây quanh Thư rồi vẫy tay tạm biệt. Thư quay trở vào, hàng trăm con mắt đang đổ xô nhìn vào cô, hình như họ đang nói về cô dâu thì phải. Khi đi qua đám đông, Thư nghe có tiếng nói: làm sao mà bà Tuyết cũng đồng ý, họ nhà gái này quá tầm thường. Tiếc cho thằng Hiếu quá, yêu bao nhiêu đứa mà đứa nào cũng con nhà giàu có, rồi cả con nông cháu cha nữa. Cuối cùng lại đi cưới con bé nông văn dền chính cống. Thư cúi mặt bước vào trong phòng để thay váy, khuôn mặt ướt lem vì nước mắt. Hiếu vẫn còn đang vui vẻ với đám bạn ngoài kia. Người trang điểm nhanh tay gỡ hoa trên đầu và thầy trang qua loa giúp cô. Nếu ở quê Thư, sau tổ chức cô dâu sẽ phải dọn dẹp cùng người nhà. Nhưng nhà bà Tuyết đã thuê trọn gói tất cả. Nhà hàng mang cô đến, tan tiệc họ tự thu dọn và lại mang đi. Thư không phải nhúng tay vào bất cứ việc gì. Nhưng cô lại cảm thấy như bị thừa chân tay, nên cứ loanh quanh đi thu dọn ít cốc, chén bừa bãi trên mặt bàn phòng khách. Lúc ấy bà Tuyết bước vào nói rất to: để đấy, đi lên phòng tôi bảo. Nói rồi bà bước nhanh lên gác. Thư lo lắng không biết có chuyện gì, chỉ cắm đầu bước theo mẹ chồng. Tới nơi, bà mở cửa phòng và quay lại, thấy Thư đứng ngay phía sau bà nói: vào đi. Thư rón rén vào trong, bà Tuyết xoay người đóng cửa lại, rồi bà nói giọng ngon ngọt đến kháy cổ: con tháo vàng ra đưa cho mẹ. Thư ngẩn người chưa hiểu, bà Tuyết nói tiếp: không nghe thấy hả? Tháo toàn bộ vàng chúng tôi vừa trao cho cô ra, đưa tôi cất đi. Thư chợt hiểu, ồ thì ra là vậy, họ trao cho cô số vàng này là để lấy cái tiếng thôi. Cô vội đáp một tiếng: vâng ạ. Sau đó, Thư cẩn thận từ từ tháo những đồ trang sức đắt tiền trên người. Bà Tuyết ngồi nói đồng đỉnh, Thư cảm nhận được mùi của rượu phả ra trong từng câu nói. Số vàng này đối với thiên hạ thì nó lớn lắm, cũng đủ để cho khối nhà ăn tiêu vài năm không hết. Nhưng với tôi, nó chỉ là một chút vương vãi thôi. Cô cố tình để có thai, rồi lọt được vào nhà tôi, cũng là cả một phúc lớn ba đời rồi đấy. Cho nên tôi cũng không để cô giữ chỗ vàng này được. Kẻ nghèo là hay nảy sinh lòng tham, từ đó sẽ dở thói hám của. Biết đâu cô lại thì thuộc cho bố mẹ bên kia, rồi quen tay thành cái loại đục khoét, nguy hiểm lắm. Tiền bạc tôi không tiếc, nhưng tôi không muốn con dâu nhà này hư đốn. Thư nóng ran mặt. Cô vừa mới bước vào nhà bà làm dâu mới được mấy tiếng đồng hồ, còn chưa kịp uống miếng nước của bà. Cũng phải thôi, bà đâu có chấp nhận cô là dâu. Và đây cũng không phải lần đầu tiên bà xúc phạm tới cô. Thư cố cắn răng chịu đựng, đến khi chiếc vòng vàng cuối cùng trên người cô vừa tháo ra ngoài, bà Tuyết nói tiếp: cô nghỉ dạy được rồi, sau đó đi bán hàng cho tôi. Ba cái đồng bạc lẻ giáo viên có đủ cho cô đi đò không? Thư không muốn tranh cãi với bà trong lúc này, cô cúi đầu khẽ đáp: vâng ạ. Nghe Thư ngoan ngoãn đáp, bà Tuyết mới bảo con dâu ra ngoài. Thư bỗng tự mỉm cười mỉa mai cho bản thân mình. Trước mặt đông đủ khách khứa của hai họ, Thư là một cô dâu may mắn nhất trên đời. Có người còn cảm thấy ghen tỉ với cô nữa chứ. Nhưng thực ra cô chả là cái gì trong con mắt của mẹ chồng. Bà vẫn cho rằng cô lấy Hiếu vì tham cái sự giàu có của nhà chồng, chứ không phải vì tình yêu. Buổi tối hôm ấy, Hiếu vì say rượu mà không để ý đến vợ. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì đã 10 giờ. Bước xuống dưới nhà, thấy Thư đang dọn dẹp, Hiếu đến bên cạnh thì thầm: xin lỗi vợ, tối qua anh say quá. Thư mỉm cười, bỗng Hiếu quàng tay ôm eo vợ rồi nói tiếp: hay là bây giờ mình lên phòng đi, anh trả nợ. Thư ngại ngùng gỡ tay Hiếu rồi nói: vớ vẩn, đánh răng rửa mặt,
tôi chuẩn bị ăn cơm. Hiếu vẫn vô tâm mà không để ý đến số vàng mà vợ được trao hôm cưới. Bữa trưa chỉ có ba bố con, vì bà Tuyết ăn ở ngoài hàng. Cánh Nga em gái của Hiếu đã lên trường từ sớm, rửa bát xong Thư lên phòng giúp chồng. Anh chở em về bên mẹ, em lấy ít nồi nhé. Để sáng mai đi, em vẫn còn phép mà. Bây giờ thì không được, phải trả lại cho anh đêm đọc phòng tân hôn đã. Không, phải đi luôn, em nhớ nhà lắm. Nhưng Hiếu như giả vờ điếc, anh bế Thư lên giường, anh nói. Nhưng anh lại nhớ vợ của anh hơn, và phải nhanh chóng đúc lấy một em bé đáng yêu theo đúng kế hoạch. Em quên mất rồi sao? Hết phần 2. Chương trình đến đây là kết thúc. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng, phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.